Đây là anh Phòng đang đào để dây khai nha các bạn. Tuyệt đi. Bỏ đi, đoạn đoạn này sâu quá. Trần vô trong cục đá này. Đây các bạn xem, đây là cái dây rễ khai này, có vị thuốc chữa đau lưng này, bổ máu này, thằng kinh tọa này. Đây này, lá rễ khai này là vị thuốc thuốc ở trên núi cao đó. Chào tất cả các bạn, hôm nay anh em tôi lên núi khám phá rừng núi, và đây là cái dây rễ khai đây. Đây là có vị thuốc đủ thơm ghê nè. Đó là rễ khai. Đây cái thuốc này là bổ máu nè mà, có mà. Bổ máu. Vì là đau lưng, tăng cường thể lực. Là hái thơm lắm. Đây là rễ khai các bạn. Đấy. Vì ngâm rượu rồi não sắc ăn nhiều hơn. Thằng kinh tọa này đau khớp, xương khớp này. Đúng rồi. Uống nó cũng đỡ lắm. Cái gì rễ gì đây? Cái này phải đây. Đó, nó. Còn mua chạy mua nữa. Đây đây. Đó, đây à. Nó luôn đó. Cho họ thấy. Đây lấy lấy lấy. Đó, anh lấy lấy này, các bạn xem cái gì. Anh lấy lấy nó, anh quay luôn. Đây này. Lấy nó đó, anh đọc xuống mất rồi. Đây hả? Đó, đó. Đây cái dây để khai nè các bạn này. Nó hắn là giống con mờ á, thằng leo á, thuộc là dây thằng leo đó. Đây. Đây đây đây. Đây cái có phải dây không nào? Nó nó đó, nó đó. À đây. Ủa, đi đâu mất rồi? Ngày này gấp nữa. Tự nhiên lấy cái này ra rồi. Cái này cái cũ. Đó, đó một chút nữa đó. Nó chứ gì? Thấy không? Nó đó. Cái nhỏ con đi. Nó không có to hồi đó trời. Con này góc bên kia kia. Có góc không? Đó, xuống đó đi. Cái này cũng hiếm có lắm nha các bạn, tại vì ở trên núi cao mới có, rừng già mới có. Đây tôi quay cho các bạn xem đây. Rừng già mới có, dưới đồng cũng có. Rừng già là mới có, chứ dưới đồng là không bao giờ có, dưới đồng bằng không có. Dưới đồng là để thúc trục đó. Ủa, mà nó phải phải chơi hết rồi đi. Đâu? Nè. Nó đó. Thấy không? Nó đó. Nè, to lắm, con này to lắm. Con này nhắn nhỏ mặt rồi nè. Đây này nè. Quay, lượn đi. Mình lượn đi. Rồi. Chân như này. Nó mọc cái thế rất là hiểm nha các bạn. Nói chung bên đồi núi mọc cái chui vô được cục đá này. Đó là một cái vật thẩm nha các bạn. Đá này cày có được không? Đây vật thẩm nha các bạn, rất là sâu. Tôi không kịp quay. Hồi nãy thấy mi gái đồ vào mà bự bự không nổi, bự ra tao bự. Con tiếp. Còn này nó hơm nè. Ừ, đất cũ quá. Đó, đây là rễ khai này. Tìm miết chừng mới thấy nè. Nè, cục đó anh xuống nè. Chân anh kìa đi em đọc cho. Đây các bạn. Đây, cái rễ này rất to nha các bạn. Tìm biết mấy bữa không thấy. Hiếm quá. Bỏ một khúc kia cũng uống. Khó lấy lắm. Nghe thơm không? Thơm phức luôn. Ôi. Đứng.
Nghe thơm 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 quá. Rồi mình là họ không đi tìm vậy. Rang đây. Bắt luôn hả? Dễ gì có mà đi tìm. Lâu lâu mới có dạy chứ chỉ có núi nào mới có chứ các núi khác đâu có đâu. Bất chứ nhổ luôn xí xào nó sao nổi. Bất chứ nhổ luôn chứ sao sao nổi. Có rễ y gì chúng y đi để chùm chúng để cạc luôn. Nó sao lắm. Cái to nó mới có thuốc nhiều chứ. Nhà nhỏ nó ít thuốc thôi. Đây là anh Phòng đang đào để dây khai nha các bạn. Đẹp đi. Bỏ đi, đoạn này sâu quá. Trần vô trong cục đá nè. Phải đứng cứng rồi, kinh khủng rồi. Bỏ đoạn đi để mặt nè. Ôi trời. Thơm không? Thơm ý thế gì á. Đây các bạn xem này. Đây. Trời thơm. Cái này cũng hiếm nha các bạn. Ở rừng Tâm Trà thì cũng hiếm. Nhưng mà tỉnh Quảng Nam thì hầu như là ngoài ở Đà Nẵng là cũng có. Ở núi đâu ở giáp Đà Nẵng, ở Huế. Có một đoạn nãy đỉnh Đà Văn là cũng có. Chụp cho mô. Trên kia kìa. Đồ có dài hơn đây. Sơn lá.